anh phụ. Những tên ngớ ngẩn kia qua bên đây. Trời ơi. Trời ơi. Sao kêu tên ngớ ngẩn mình cũng đi vậy? Anh ơi, em biết lý do tại sao hôm nay em thua rồi. Sao vậy? Bình thường con một mình con này nó nhỏ đã xui, con này nó bự chà bá luôn. Cục xui nhân đôi. Dặn sao? Mình nhấp rồi đó. Đâu nhấp rồi, đúng rồi. Nhấp, anh Vân nhấp rồi. Anh ơi, đúng, đúng hết mà, đúng đề em mà. Nhấp rồi. Đều, đều. Trời ơi, em nảy cùng mụn đùi của anh. À, là mình vô tình mình đứng lên á là mình thua, là mình thua, mình vô tình bị liệu đúng không? Cà Lâm mà nói hay nói quá. Hai, hai, một, bốn. Nhấp luôn. Tôi thấy không biết nhấp. Sao anh cứ nhấp hoài để tao nói hoài nha? À, anh không biết mắc cỡ à? Tao có, anh bị kiến cắn. Được. Ca sĩ trẻ mãi không già. Ô, Kiến Huy. Wow. Trời ơi. Anh gặp em đã nhiều lần nhìn thương sơ mời. Vì thế cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà thôi. Ngất ngây trời mây khi em nói câu xin chào. Chàng trai bao lâu thôi sao em đã để ý. Để lại gần em hương thơm tóc thật siêu kỳ. Dừng lại một phút anh muốn nói. Tới gần lại đợi thêm ngày đi. Cho đêm nay cái tên em, em chỉ cần hey, 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 hey. Người như em thì không có nên gọi đàn. Em này thông minh không cần coi co. Hoa xinh thương lên đưa là hồi cho. Anh không muốn nghe hay từ thoi bò. Cứ sẽ đủ nghe cho bọn tôi ha. Hai chiều, hai chiều. Ngày kia bên tới gần lại đợi thêm ngày đi. Cho đêm nay bên em chỉ cần yeah. Đi về nhà, yeah.